Kinh Madura thuộc Kinh Trung Bộ do Hòa Thượng Thích Minh Châu Dịch xuất bản năm 2020 bởi nhà xuất bản Hồng Đức. Dựa vào các nguyên lý bình đẳng của Phật, tôn giả Maha Na, tức Đại Ca trên Diên, đã phân tích sự vô nghĩa của chủ nghĩa giai cấp Ấn Độ bằng các luận chứng bình đẳng rất sâu sắc và những vững chắc, gồm bình đẳng pháp lý, bình đẳng nhân quả, bình đẳng đạo đức và bình đẳng tu chứng. Nội dung bài kinh Madura Như vậy tôi nghe, một thời tôn giả Maha Kachana, tức đại ca trên riêng, chú ở Madura, tại rừng Gunda. Vua Madura, Awantiputta, được nghe như sau samon maha kachana chú ở madura tại rừng gundà tiếng đồn tốt đẹp sau đây được khởi lên về tôn giả kachana tôn giả là bậc hiền giả bậc trí giả thông minh đa văn nói năng lưu loát nhà biện tài lão luyện bậc trường thượng bậc a la hán Thật tốt lành thay được ý kiến một vị A-la-hán như vậy. Rồi vua Madura, Awantiputta, cho thắng nhiều cỗ xe thù thắng, leo lên một cỗ xe thù thắng và đi ra khỏi Madura với uy vệ của bậc đại vương để ý kiến tôn giả Kachana. Vua đi xe cho đến chỗ còn có thể đi xe được, rồi xuống đi bộ, đi đến chỗ tôn giả Maha Kachana. Sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm với tôn giả Maha Kachana. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên, ngồi xuống một bên, vua Madura Awantiputta thưa với tôn giả Maha Kachana thưa tôn giả ca trả na các vị bà la môn nói như sau chỉ có bà la môn là trùng tánh tối thượng các trùng tánh khác là hạ liệt chỉ có bà la môn là bạch trùng các trùng tánh khác là hắc trùng chỉ có bà la môn là thanh tịnh các trùng tánh phi bà la môn không như vậy các bà la môn là con Phạm Thiên. Các bà la môn là con chính tông của Phạm Thiên, sinh ra từ miệng, sinh ra từ Phạm Thiên, tạo tác bởi Phạm Thiên, thừa tự Phạm Thiên. Ở đây, Tôn giả ka đã nói gì? Thưa đại vương, đây chỉ là một âm thanh ở đời, câu nói chỉ có bà la môn là trùng tính tối thượng, trùng tánh khác là hạ liệt. chỉ có bà la môn là bạch trùng, các trùng tính khác là hắc trùng. chỉ có bà la môn là thanh tịnh, các trùng tính vì bà la môn không như vậy. các bà la môn là con phạm thiên, các bà la môn là con chính tâm của phạm thiên, sinh ra từ miệng sinh ra từ phạm thiên tạo tác bởi phạm thiên thừa tự phạm thiên đây chỉ là một pháp môn với pháp môn này cần được hiểu như là một âm thanh ở đời câu nói chỉ có bà la môn là trùng tánh tối thượng các trùng tánh khác là hạ liệt chỉ có bà la môn là bạch trùng các trùng tánh khác là hắc trùng chỉ có bà la môn là thanh tịnh các trùng tánh phi bà la môn không như vậy các bà la môn là con phạm thiên các bà la môn là con chính tâm của phạm thiên sinh ra từ miệng sinh ra từ phạm thiên tạo tác bởi phạm thiên thừa tự phạm thiên thưa đại vương đại vương nghĩ thế nào nếu có người khatiya sát đế lị sống sung túc với tài sản ngũ cốc vàng hay bạc người ấy có thể có một người khatiya khác là người hầu hạ trung thành dậy sớm thức khuya thi hành mọi mệnh lệnh của chủ làm đẹp lòng mọi người lời nói kính ái hay người ấy có thể có một vị bà la môn hay người ấy có thể có vị quê xã, tỳ xá, hay người ấy có thể có một su đá, thủ đà, là người hầu hạ trung thành, dậy sớm, thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái. Thưa tôn giả ca trả na, nếu có người kha ti sống sung túc với tài sản, ngũ cốc, vàng hay bạc, người ấy có thể có một người khá khác, là người hầu hạ trung thành, dậy sớm, thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái. Người ấy cũng có thể là một người bà la môn, hay người ấy có thể có một quê xác, hay người ấy có thể có một người su đác là người hầu hạ trung thành, dậy sớm, thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái. Thưa Đại Vương, Đại Vương nghĩ thế nào? Nếu có một vị bà La Môn sống sung túc với tài sản, ngũ cốc, vàng hay bạc, người ấy có thể có một người bà La Môn khác là người hầu hạ trung thành, dậy sớm, thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái. Hay người ấy có thể có một khatiya, hay người ấy có thể có một weza, hay người ấy có thể có một người sudas, là người hầu hạ trung thành, dậy sớm, thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người lời nói kính ái. Thưa tôn giả ca trả na, nếu có người bà la môn sống sung túc với tài sản, ngũ cốc, vàng hay bạc, người ấy có thể có một người bà la môn khác là người hầu hạ trung thành, dậy sớm, thức khuya, thì hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái. Hay người ấy có thể có một vị kha ti hay người ấy có thể có một vị quê xã hay người ấy có thể có một vị su đá là người hầu hạ trung thành dậy sớm thức khuya thì hành mọi mệnh lệnh của chủ làm đẹp lòng mọi người lời nói kính ái thưa đại vương đại vương nghĩ thế nào nếu có một người quê xã sống sung túc với tài sản, ngũ cốc, vàng hay bạc, người ấy có thể có một người quê xa khác, là người hầu hạ trung thành, dậy sớm, thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái. Hay người ấy có thể có một khatiya, hay người ấy có thể có một bà la môn hay người ấy có thể có một su đá là người hầu hạ trung thành dậy sớm thức khuya thì hành mọi mệnh lệnh của chủ làm đẹp lòng mọi người lời nói kính ái hứa tôn giả ca Trả đã nếu có người quê xã sống sung túc với tài sản ngũ cốc vàng hay bạc người ấy có thể có một người quê xa khác là người hầu hạ trung thành dậy sớm, thức khuya thì hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái, hay người ấy có thể có một khatiya, hay người ấy có thể có một người bà la môn, hay người ấy có thể có một người suđá là người hầu hạ trung thành, dậy sớm, thức khuya thì hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái. Thưa Đại Vương, Đại Vương nghĩ thế nào? Nếu có người su sống sung túc với tài sản, ngũ cốc, vàng hay bạc, người ấy có thể có một người suda khác là người hầu hạ trung thành, dậy sớm, thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái hay người ấy có thể có một khatiya hay người ấy có thể có một người bà la môn hay người ấy có thể có một người quê Sát? là người hầu hạ trung thành dậy sớm thức khuya thi hành mọi mệnh lệnh của chủ làm đẹp lòng mọi người lời nói kính ái thưa tôn giả ca trả na nếu có người suda sống sung túc với tài sản ngũ cốc vàng hay bạc người ấy có thể có một người suda khác là người hầu hạ trung thành dậy sớm thức khuya thi hành mọi mệnh lệnh của chủ làm đẹp lòng mọi người lời nói kính ái hay người ấy có thể có một kathyya hay người ấy có thể có một bà la môn hay người ấy có thể có một người quê xã là người hầu hạ trung thành, dậy sớm, thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái. Thưa đại vương, đại vương nghĩ thế nào, nếu sự tình cờ là như vậy, thời bốn trùng tánh này là đồng đẳng hay không đồng đẳng? Và ở đây, đại vương có ý nghĩ như thế nào? thật vậy tôn giả ca trả nát nếu sự tình là như vậy thời bốn trùng tính này là đồng đẳng ở đây tôi không thấy có sự sai biệt gì do pháp môn này thưa đại vương vấn đề này cần phải được hiểu như âm thanh ở đời câu nói chỉ có bà la môn là trùng tánh tối thượng các trùng tánh khác là hạ liệt chỉ có bà la môn là bạch trùng các trùng tánh khác là hắc trùng chỉ có bà la môn là thanh tịnh các trùng tánh phi bà la môn không như vậy các bà la môn là con phạm thiên các bà la môn là con chính tâm của phạm thiên sinh ra từ miệng, sinh ra từ Phạm Thiên, tạo tác bởi Phạm Thiên, thừa tự Phạm Thiên. Thưa Đại Vương, Đại Vương nghĩ thế nào? Ở đây có người Kha Ti sát sinh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, tham dục, sân hận, tà kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, người ấy có sinh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Hay không phải hay phải thác sinh? Hay ở đây, đại vương nghĩ thế nào? Người Gatiya, thưa tôn giả ca na, sát sinh, lấy của không cho, ta hạnh trong các dục nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, tham dục, sân hận, tà kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, người ấy có thể sinh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Ở đây, đối với tôi là vậy, là như vậy là điều tôi đã nghe từ các vị A la hán. Lành thay, lành thay đại vương. Lành thay đại vương. Ở đây đối với đại vương là vậy và lành thay như vậy là điều đại vương đã được nghe từ các vị A La Hán. Thưa đại vương, đại vương nghĩ thế nào? Ở đây có người Bà La Môn, ở đây có người quê xác, ở đây có người su đã sát sinh lấy của không cho ta hạnh trong các dục nói láo nói hai lưỡi nói lời độc ác nói lời phù phiếm tham dục sân hận tà kiến sau khi thân hoại mạng chung có sinh vào cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục không hay không phải thác sinh hay ở đây, đại vương nghĩ thế nào? Người su đã thưa tôn giả ca trả đã Sát sinh, lấy của không cho, ta hạnh trong các dục Nói láo, nói hai lưỡi, nói lời ác ngữ, nói lời phù phiếm, tham dục, sân hận, tà kiến Sau khi thân hoại mạng chung, có thể sinh vào cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục ở đây đối với tôi là vậy và như vậy là điều tôi đã nghe từ các vị a la hán lành thay lành thay thưa đại vương lành thay đại vương ở đây đối với đại vương là như vậy và lành thay như vậy là điều đại vương đã được nghe từ các vị a la hán thưa đại vương đại vương nghĩ thế nào nếu sự tình là như vậy thời bốn trùng tánh này là đồng đẳng hay không đồng đẳng và ở đây đại vương có ý nghĩ như thế nào thật vậy thưa tôn giả ca trà na nếu sự tình là như vậy thời bốn trùng tánh này là đồng đẳng ở đây tôi không thấy có sự sai biệt gì do pháp môn này thưa đại vương vấn đề này cần phải được hiểu như âm thanh ở đời câu nói chỉ có bà la môn là trùng tánh tối thượng các trùng tánh khác là hạ liệt chỉ có bà la môn là bạch trùng các trùng tánh khác là hắc trùng chỉ có bà la môn là thanh tịnh các trùng tánh phi bà la môn không như vậy các bà la môn là con phạm thiên các bà la môn là con chính tâm của phạm thiên sinh ra từ miệng sinh ra từ phạm thiên tạo tác bởi phạm thiên thừa tự phạm thiên thưa đại vương, đại vương nghĩ thế nào? ở đây nếu có người katya từ bỏ sát sinh như bỏ lấy của không cho, từ bỏ thà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm, từ bỏ tham dục, từ bỏ sân hận, có tránh kiến. sau khi thân hoại mạng chung. Người ấy có thể sinh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này không? Hay không thể thác sinh? Hay ở đây, Đại Vương nghĩ thế nào? Người Khatia, thưa Tôn Giả Na từ bỏ sát sinh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm, từ bỏ tham dục, từ bỏ sân hận. Theo tránh kiến, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy có thể sinh lên thiện thú, thiên giới cõi đời này. ở đây đối với tôi là vậy, và như vậy là điều tôi đã nghe từ các vị a-la-hán. À lành thay, lành thay, thưa đại vương, lành thay đại vương. ở đây đối với đại vương là vậy và lành thay như vậy là điều đại vương đã được nghe từ các vị a la hán. thưa đại vương, đại vương nghĩ thế nào? ở đây nếu có vị bà la môn, nếu có vị quê xá, ở đây nếu có vị su đá từ bỏ sát sinh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói lời hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm, từ bỏ tham dục, từ bỏ sân hận. Theo tránh kiến, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy có thể sinh thiện thú, thiên giới, cõi đời này hay không? hay không thể thác sinh? Hay ở đây, đại vương nghĩ thế nào? Người su thưa tôn giả ca trả đá, từ bỏ sát sinh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm từ bỏ tham dục từ bỏ sân hận theo chánh kiến sau khi thân hoại mạng chung người ấy có thể sinh lên thiện thú thiên giới cõi đời này ở đây đối với tôi là vậy và như vậy là điều tôi đã nghe từ các vị a la hán lành thay lành thay thưa đại phương lành thay đại vương ở đây đối với đại vương là vậy và lành thay như vậy là điều đại vương đã được nghe từ các vị a la hán thưa đại vương đại vương nghĩ thế nào nếu sự tình là như vậy thời bốn trùng tính này là đồng đẳng hay không đồng đẳng và ở đây đại vương có ý nghĩ thế nào thật vậy thưa tôn giả ca trà nát, nếu sự tình là như vậy hơi bốn chủng tính này là đồng đẳng ở đây tôi không thấy có sự sai biệt gì do pháp môn này thưa đại vương vấn đề này cần phải được hiểu như âm thanh ở đời câu nói chỉ có bà la môn là chủng tánh tối thượng các chủng tánh khác là hạ liệt. Chỉ có bà la môn là bạch trùng, các trùng tánh khác là hắc trùng. Chỉ có bà la môn là thanh tịnh, các trùng tánh phi bà la môn không như vậy. Các bà la môn là con phạm thiên, các bà la môn là con chính tông của phạm thiên, sinh ra từ miệng, sinh ra từ phạm thiên, tạo tác bởi Phạm Thiên, thưa tự Phạm Thiên. Ở đây, tôn giả Kachana nói gì? Thưa Đại Vương, Đại Vương nghĩ thế nào? Ở đây, vị Khatiya đột nhập nhà cửa, cướp giật đồ đạc, hành động như kẻ cướp, phục kích các đường lớn hay tư thông vợ người và nếu có người bắt lấy và dẫn người ấy đến trước mặt đại vương và thưa tâu đại vương đây là kẻ ăn trộm đã làm hại đến đại vương nếu đại vương muốn hãy hình phạt nó đại vương đối xử người ấy như thế nào thưa tôn giả ca trà đá chúng tôi sẽ chém giết người ấy hay chúng tôi tra tấn người ấy hay chúng tôi sẽ tần suất người ấy, hay chúng tôi sẽ áp dụng hình phạt tùy theo tội trạng. Vì sao vậy? Thưa tôn giả ca trả đáp. Danh sừng Kha Ti Khatiya mà xưa kia người ấy gọi đã biến mất. Này người ấy chỉ được gọi là tên ăn trộm. Thưa đại vương, đại vương nghĩ thế nào? ở đây người bà la môn ở đây người quê xá ở đây người su đá đột nhập nhà cửa hay cướp giật đồ đạc hay hành động như kẻ cướp hay phục kích các đường lớn hay tư thông vợ người và nếu có người bắt người ấy dẫn người ấy đến trước mặt đại vương và thưa tâu đại vương đây là kẻ trộm đã làm hại đến đại vương nếu đại vương muốn hãy hình phạt nó. Đại vương đối xử với người ấy như thế nào? Thưa tôn giả Kachana, chúng tôi sẽ chém giết người ấy, hay chúng tôi sẽ tra tấn người ấy, hay chúng tôi sẽ tần suất người ấy. Sau khi chúng tôi sẽ áp dụng hình phạt tùy theo độ tội trạng. Vì sao vậy? Thưa tôn giả ca Kachana danh xưng số đá mà xưa kia người ấy đã được gọi đã biến mất nay người ấy chỉ được gọi là tên ăn trộm thưa đại vương đại vương nghĩ thế nào nếu sự tình là như vậy thời bốn trùng tánh này là đồng đẳng hay không đồng đẳng và ở đây đại vương có ý nghĩ gì thật vậy thưa tôn giả ca trà ná nếu sự tình là như vậy thời bốn trùng tánh này là đồng đẳng ở đây tôi không thấy có sự sai biệt gì do pháp môn này thưa đại vương vấn đề này cần phải được hiểu như âm thanh ở đời câu nói chỉ có bà la môn là trùng tánh tối thượng các trùng tánh khác là hạ liệt chỉ có bà la môn là bạch trùng các trùng tánh khác là hắc trùng chỉ có bà la môn là thanh tịnh các trùng tánh phi bà la môn không phải như vậy các bà la môn là con phạm thiên các bà la môn là con chính tâm của phạm thiên sinh ra từ miệng sinh ra từ phạm thiên tạo tác bởi phạm thiên thừa tự Phạm Thiên Thưa Đại Vương, Đại Vương nghĩ thế nào? Ở đây, vị Kha Ti sau khi cạo bỏ dâu tóc, đắp áo cả da, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, từ bỏ sát sinh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ nói láo, ăn một ngày một bữa, sống phạm hạnh, chi giới luật, trì thiện pháp đại vương đối xử với vị ấy như thế nào thưa tôn giả ca trà tôi sẽ đành lễ hay đứng dậy hay mời ngồi hay cúng dường vị ấy bốn loại đồ dùng như y phục ẩm thực sàng tọa y dược trị bệnh hay chúng tôi sắp đặt sự bảo vệ hộ trì che chờ đúng pháp vì sao vậy Hứa tôn giả ca trả ná Danh sưng Kha Ti Mà xưa kia vị ấy Được gọi đã biến mất Nay vị ấy Chỉ được gọi là một vị sa môn Thưa đại vương Đại vương nghĩ thế nào? Ở đây Người bà la môn Ở đây Người quê xã Ở đây Người su đá Sau khi cạo bỏ dâu tóc đắp áo cả sa xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình từ bỏ sát sinh từ bỏ lấy của không cho từ bỏ nói láo ăn một ngày một bữa sống phạm hạnh trì giới luật trì thiện pháp đại vương đối xử với vị ấy như thế nào thưa tôn giả ca trà nát tôi sẽ đành lễ hay đứng dậy, hay mời chỗ ngồi, hay cúng dường vị ấy, bốn loại đồ dùng như y phục, ẩm thực, sang tọa, y dược, trị bệnh, hay chúng tôi sắp đặt sự bảo vệ, hộ trì, che chở đúng pháp. Vì sao vậy? Thưa tôn giả Ca Trà Ná, danh dưng Su Đá mà xưa kia vị ấy được gọi đã biến mất. Này vị ấy chỉ được gọi là một vị sa môn. Thưa đại vương, đại vương nghĩ thế nào? Nếu sự tình là như vậy, thời bốn trùng tính này là đồng đẳng hay không đồng đẳng? Và đại vương, ở đây đại vương có ý nghĩ thế nào? Thật vậy, thưa tôn giả ca trả nếu sự tình là như vậy, thời bốn trùng tính này là đồng đẳng ở đây tôi không thấy có sự sai biệt do pháp môn này thưa đại vương vấn đề này cần phải hiểu như âm thanh ở đời câu nói chỉ có bà la môn là trùng tánh tối thượng các trùng tánh khác là hạ liệt chỉ có bà la môn là bạch trùng các trùng tánh khác là hắc trùng. Chỉ có bà la môn là thanh tịnh, các trùng tánh phi bà la môn không phải như vậy. Các bà la môn là con phạm thiên, các bà la môn là con chính tông của phạm thiên, sinh ra từ miệng, sinh ra từ phạm thiên, tạo tác bởi phạm thiên, thừa tự phạm thiên. Khi được nghe nói vậy, vua Madura Awantiputta thưa với tôn giả Mahakachana. Thật vi diệu thay, thưa tôn giả Kachana. Thật vi diệu thay, thưa tôn giả Kachana. Thưa tôn giả Kachana, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín chỉ đường cho những người đi lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy xác. Cũng vậy, chánh pháp đã được tôn giả Ca Trả Na dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Con xin quy y tôn giả Ca Trả Na, quy y pháp, quy y chúng tỳ kheo. Mong tôn giả Ca Trả Na nhận con làm cư sĩ Từ nay cho đến mạng chung Con chọn đời quy ngưỡng Thơ Đại Vương Đại Vương chớ có quy y tôi Đại Vương hãy quy y thế tôn Chính tôi đã quy y thế tôn Thưa Tôn Giả Ca trà Na Nay Bậc Thế Tôn Bậc A-La-Hán tránh đẳng giác Chú ở đâu bậc thế tôn ấy bậc a la hán tránh đẳng giác nay đã nhập niết bàn rồi thưa đại vương thưa tôn giả ca trà na nếu chúng tôi được nghe thế tôn ở xa 10 do tuần chúng tôi sẽ đi 10 do tuần để ý kiến thế tôn bậc a la hán tránh đẳng giác thưa tôn giả ca trà na nếu chúng tôi được nghe thế tôn ở xa hai mươi do tuần ba mươi do tuần bốn mươi do tuần năm mươi do tuần chúng tôi sẽ đi năm mươi do tuần để ý kiến thế tôn bậc a la hán tránh đẳng giác thưa tôn giả ca trà na vì rằng thế tôn đã nhập niết bàn rồi chúng tôi xin quy y thế tôn đã nhập niết bàn ấy quy y pháp quy y chúng tỳ kheo mong tôn giả ca trà na nhận con làm cư sĩ từ nay cho đến mạng chung con chọn đời quy ngưỡng